Vâng, xin kính chào quý vị và bà con cùng bạn lại đến với video tiếp theo trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Hiện tại mình đang có mặt ở chỗ gần ngã ba Đồng Cốc, mình sẽ ghi hình clip thứ hai tiếp theo trên kênh của mình trong buổi sáng hôm nay về bà con mua bán vải ở khu vực này, vải Thanh Hà cho đến vải U Hồng nhá. Để xem bà con mua bán vào tầm giờ này là muộn muộn hơn một chút rồi, tầm gần 7 giờ rồi. Mình xem ở đây thì một số xe bo cũng như là một số các địa điểm cân thì mình sẽ ghi hình chia sẻ cho mọi người cùng xem. Để mọi người xem cho người để hôm sau mọi người đi bán các địa điểm cho nó thuận tiện và dễ dàng. Mọi người thì cứ phải xem những các video dài dài ấy thì mới biết rằng là các địa điểm này, địa điểm kia thì bán giá nó ra làm sao. Có bán được bao nhiêu đây? 50. 50. Và 50.000 của bác đây. Và cái này có xe bo này, người ta cần chắc có hàng cũng tàu ấy, hàng tàu nhỉ. Nhà bác ở làng nào? Ở Đồng Cốc. Đồng Cốc à? Vâng. Năm nay được nhiều không bác? 2-3 tấn rồi. 2-3 tấn ấy. 2-3 tấn được, nhưng mà được mua thì được bao nhiêu? Được mua ấy. Ừ. Trên chục tấn. Trên chục tấn à? Ừ. Thế là năm nay mất mùa được 2-3 tấn. Ừ. À. Nó mua 2-3 tấn chứ bằng mọi năm à? Ừ, chả thế. 2-3 tấn thì bằng mọi năm, hàng chục tấn. Đúng rồi. Giá tiền là gấp đôi. Ừ, đấy. 50 thì ví dụ trước đây thì năm ngoái năm kia thì phải đẹp thì mới được 25.000. Bây giờ 1 cân nó thành 2 cân. Ừ. Ừ. Vâng, đây thì những cái sọt vải đây rất đẹp nhá. Còn đây thì toàn lên quanh khoảng 50.000. Thế son này khá là đẹp, mình thân ra đây xem nào. Nhưng mà chị bấy hàng này còn đây rất là trên 50.000 nhé. Sau mình thử xem người ta đang trả giá này xem thế nào. Vâng, chào. Sáu tán trên bán đen cái gì mà đen. Vâng, ở bên này thì có những cái điểm cân là mình chỉ ghi hình ngoài đường thôi, mình ghi hình trực tiếp ở ngoài đường xem người ta trả giá luôn ở ngoài đường. Vâng anh, ba mấy rồi anh? 35. 35 à? À, 35 rồi. Qua còn bán 46 mà. Đấy, sọt vải U Hồng, vải U Hồng. Không được cuốn tù là không bán. Đâu xem nào, mấy sọt này xem các bác này, U Hồng này giá cũng lên quanh khoảng trên 30.000 nhá. Rất là nhiều đấy, xe bo này. Ui, sọt đỏ này mình thử xem bác này bao nhiêu đây. Xem hỏi bác này xem sọt đỏ này bao nhiêu đây. Năm mấy đấy? Có anh này được năm mấy không? 54 à? Vâng. Đỏ đẹp. Đỏ. Vừa nãy có một sọt to nhất chợ 58.000. 54.000. Nói chung là thuộc là bây giờ là hàng này là nhiều rồi. Tầm giá trên 50 là rất là nhiều rồi. Đâu xem nào, mình sẽ lên bên trên này một chút nữa để xem cái khu vực ở trung tâm này xem nào. U Hồng ra khá nhiều đây này. U Hồng là 35. U Hồng. Đấy, vải hàng đẹp thì bà con đang trở ra hàng dạng đẹp và có sọt cái này mình xem nào. Nói chung là U Hồng bây giờ cũng có giá gọi là cứ trên 30.000 rồi. Vải bây giờ không có vải hai mấy nghìn đâu. Cứ đẹp một chút là cứ trên 30.000 rồi. Trừ khi nó xấu lắm thôi cho nói. Năm mấy rồi nhỉ? 58 à? Vâng, đây 58.000. Vâng, lại sọt vải 58.000 đây.
mình sẽ đi theo cái sọt 58 thì mình thử xem cái quả vải xem thế nào, cho mọi người xem cái phiếu nhá. Mình sẽ xin cái phiếu và mình sẽ cho mọi người xem cái phiếu là cái sọt vải 58.000 đây. 58.000 hả? Giữ nhá, để cho chị xem. Xem cái gì? Chị xem giơ cái phiếu ra để cho người ta xem để người ta biết. 58. Rồi đây 58.000 đây. 58.000 đây mọi người. Vải 58.000 đây. Và sọt của chị 58.000 nhá. Vải nó to, nó đều lắm. Gần như là nó cao cao đỉnh chợ rồi. Này cao mức đỉnh của chợ vải rồi. 58.000 đây. Cao nhất khu vực này rồi. Giờ chưa thấy sọt nào vượt, vừa nãy cũng có 1-2 sọt là 58.000 nhưng mà sọt của bạn này cũng đang bán là 58.000 nhé. Đây vải 58.000 đây, nói chung là cái quả nó cũng tươi hơn. Đấy vải giờ vẫn ra vẫn còn khá là nhiều đây. 58.000 nữa. Giờ này ra tầm giờ này là toàn vải đẹp thôi nhá. Muộn này thì là ra toàn vải đẹp thôi. Bà con ra dậy vải đẹp thì bà con dậy lên thì bà con đi cắt, xong rồi tầm giờ này thì trở ra hơn 7 giờ. Đang 58.000 là đang cao nhất chợ hiện tại đây. Mình cứ ghi hình quanh ở đây để xem có sọt nào vượt được 58 kia. Ông ơi, đi xem lại thì đừng có cả lời. Ông ơi. Lên cởi xuống. Đều thế mà không lấy được à? 35.000. Sọt to được 30 anh? Cho 37 rồi nhưng mà vào đây lại đủ, không đủ hàng. Úi giời. Có đen. Đây đủ hàng rồi. Đủ hàng rồi. Thế à? Cái này thì ở dưới kia nó rẻ quá rồi. 37.000 này đủ hàng mất rồi. Xem mấy sọt bên này cho hối. Lại làm một cái nữa. Làm một cái để tối đăng. Đăng mẹ buổi tối. Và mình sẽ xem một số sọt ở bên này, hàng to này xem nó là nào. Đỉnh điểm ở chợ hiện tại đang là 58.000 cao nhất nhá. Năm mấy đây, năm mấy đây? Năm 2. 52.000 đi. Đây 52.000 thôi. Này giá mà tươi thêm tí nữa thì rất là ok nhá. Chẳng quả thì là cũng đều rồi đấy. Xem nào, cái u hồng đây. Ra đây. Đi được à? Vừa từ nhà ra à? Và những sọt u hồng. Mình thử sang bên này mình xem. Có cái xe bên này này. Xe con bò bên này mình thử sang mình xem thế nào. Cái bảo hộ cho bao nhiêu? 48 à? 48 chắc không rồi. Không nhỉ? Và cái như thế này thì rất là đẹp nhá. Cái u hồng thế này là đẹp rồi. 35. 35.
phẩm. Đúng 40. Bún phẩm thôi, cũng gọi nhiều. Cô chị được 40 không? Trong kia là 40 bán, tôi đây bán 37. 37 à? Ơi giờ trong nào nhá? Đồng Cốc à? 37. Trong kia là toàn thì không bán. Ở trời trong kia cũng có điểm cân à? Tôi đi bò. À đi bò. Đây. Này này. Người ta giả 40 nhưng mà không, thôi bảo thôi đắt quá không không bán. Vâng, đại giá đây thì đang vải u hồng thì trên 30.000 thôi, à ba gần dưới 40.000 thôi. Nhưng mà có đẹp lắm, thì cũng chỉ 40.000 thôi. Anh Hùng bán cái vải gì đấy? Vải nhỏ à? Mấy nghìn? 16.000. Ấy, hôm nay vải nhỏ vẫn được 16.000. Vải nhỏ tí vẫn 16.000 này. Hết rồi. Hết rồi à? Vừa gặp ông Cô có tiền liền đấy tuổi rồi. Hình như không có đâu. Xem ở chỗ này có. Đổi tơ bao nhiêu? Đổi tơ 50.000 đi đồ. Anh cầm. Em tay đang cầm cái này. Và ở đây thì anh ấy cũng mua vải nước. Vừa gặp anh Bình bán sọt vải Thanh Hà 58. Vâng đây mọi người. Hiện giờ thì vải vẫn chỉ lác đác từng sọt thôi. Cái này bao nhiêu tiền cái này? 41 anh. 41. Vâng. 41. 41.000. Đây điểm này chuyên cân u hồng. Mình thử xuống xem có cái xe cân vải Thanh Hà này nè. Em xinh đẹp, vải đẹp luôn. Kệ bây giờ cứ nhìn mặt đẹp là được rồi nhỉ. Kệ nó bao nhiêu con thì kệ chứ. Vâng. Em xinh đẹp này, vải bán tươi được bao nhiêu đấy? 50. 50 à? 35. Nhà em ở đâu? Hả? Áp à? Đây phải bán được những cái điểm người ta cân hàng cao thì nó mới có giá. 35. Còn nhiều. Vâng, em bán 35.000. Mình thử xem một cái xe đây nè. Đây có cái xe cân vải Thanh Hà đây. Vải Thanh Hà này. Xem sọt đỉnh đây được bao nhiêu đây? Đây chắc là toàn năm mấy. Bác được 50 không? Không được à? Ê, được 50 em. 50 hay hơn? 52. Chợ đỉnh nhất mấy? 58. Thấy 2 sọt, 3 sọt. 58 hơn. 58.
Nhưng mà cũng không phải là chả biết là sao mà lại có cái xe 58 nhưng mà nhìn nó còn không đều như thế này. Chả hiểu sao. Ở đây thì toàn hàng năm mấy nhá. À, đây thì toàn hàng năm mấy thôi. Xe bo này toàn hàng năm mấy thôi. Mình thử xem nào. Tôi bán này thì năm mấy? 50. Và tôi là bán này rồi, nói chung là bao nhiêu mà cho đủ cho mình cảm thấy nó vừa vừa thì bán thôi chứ còn. Thế cũng nếu mà thuộc đối với dân mình nó là cũng là cao rồi. Chứ còn bây giờ kể cả đến 60-70 nghìn thì cũng vẫn bảo là chưa được. Mình cảm thấy nó hợp lý thì mình bán thôi. Phải 50 à, không chăm phải đâu thì cây hả bác hai? Của anh thì được bao nhiêu đấy? Chết người đấy. 50 à? Ờ, đấy. Xuân muộn. 50. Đang chờ bán này à? Chưa. Bán được phải không? À chưa. Tại chỗ ngồi xem chưa nào. Để cũng xem bên này. Leo xe. Mình leo xe nào. Cũng sao? Đang mặt ma. À đang ma. Từ từ đã, để đấy, giờ toàn những sọt vải khủng đẹp không? Đẹp nhỉ. Và những sọt vải hiện tại thì nó rất là đẹp nhé. Đây thì toàn giá lên quanh 50 nghìn đấy. Mình sẽ lên bên trên để xem thế nào. Lâm đầu đây để ô tô này lùi ra để hạ xuống đất. Ăn hàng to đấy đấy. Không to. Không to à? Không to. Ăn được không? Không 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 ăn được. Này không ăn được à? Để ngắm này ngắm xem là duyệt rồi không? Năm 2. Đấy thấy sọt vải đẹp như thế này 52 thì bây giờ cứ trên 50 là cứ hàng tầm 50 gọi là hàng bình thường rồi. Bây giờ phải năm mấy gần 60 mới là hàng khủng cơ mọi người ạ. Đấy mọi hôm lên 50 là đã sốt lắm rồi. Đã là khủng khiếp lắm rồi nhưng mà bây giờ thì cái tầm 50 lại cảm thấy nó rất là bình thường. Quanh quanh đây thì vải ép nước còn đến mười mấy 20 nghìn rồi. Còn chưa nói đến cái hàng hoa. Xuất khẩu Trung Quốc là đa phần là vải 50 nghìn là toàn vải xuất khẩu thôi nhá. Không không có những cái hàng vải trong nước thì chắc không mua đến cái mức độ mà 50 nghìn được. Còn 50 nghìn nếu mà buôn đi nữa thì không biết là bán được 80-90 nghìn một cân ở nước Việt Nam mình chắc là cũng ít người mua ăn được. Có thể người ta chỉ mua một cân ăn thử thôi chứ còn. Ở bên này sao? Và mình sẽ mày đâu đấy? Hả? Trên này đi kìa. Mình vừa dạo một vòng ở đây thì thấy giá cao thì cũng phải đến 58, bình thường thì hàng xuất khẩu cũng khoảng 50, 45. Mua bọn em hôm nay bao nhiêu cũng mua. Vâng, đây là sọt nữa 58 nghìn đây, nhưng mà xe là đang đẩy. Đấy, bây giờ đỡ vẫn công lên một xe ăn lớn lắm. Cầm phiếu xuống thì được không? Thoải mái. Ừ, cầm phiếu là vẫn không biết nha.
chồng thiếu đi chứ. Một người đi. Đi hôm nay bọn em cân thoải mái. 58.000. Xuống kia để xuống đất bọn em đóng nó vừa nhanh, bây giờ lên như cái xe nó đóng nông. Đây tiếp tục lại phải 58.000 đây. Gần 60 rồi. 58. Năm tám rồi. 55 hứa. Đẹp đẹp thế này không anh? Đấy, toàn những sọt vải đẳng cấp. 58.000. Đâu sọt đây, còn hai ba sọt đây xem nào. Cho bác ở bao nhiêu? 5 tủ à? 5 chọc. 5 chọc. 5 chọc. 5 chọc. 50.000. Vâng, ở đây thì giá cứ hàng chung chung đều đều một tí là 50.000. Mình cứ thử lượn lượn ở đây để xem có những sọt nào đến 58.000 là thấy cao rồi. Dòng từng sọt kìa. Này chín lắm mà vô nhỉ. Ờ. Ui. Đã 48 rồi. 48 rồi á? Thế rồi. Thế nhà này nó cho 50. 48. Cứ dừng lại một tí, bác cứ bình tĩnh, bác cứ bình tĩnh. Sắp 50 rồi. 50 ok. Này 50 ngày thì là mình cứ phải dừng lại. Mua hàng cứ phải như bạn này nó mới sông xanh. Vậy thế. Đúng, nhận. 50.000. Đấy, toàn hàng 50. Khả năng mình ra đứng ở cái chỗ mà có cái cây râm râm bên này, có bây giờ để có những cái sọt vải nó rất là to. Nhưng mà hình như có vẻ bà chị này áo đen kia là mình không thấy mua được giá. Sọt nào cũng thấy đi, nhưng mà lên đây thì người ta vẫn mua được. Bà chị thì lại không thấy mua được sọt nào. Chắc là mua giá nó thấp hơn. Có lẽ là như vậy. Mình lại chỉ phỏng đoán thôi. Bà chị đi rồi. Đấy. Bác toàn đi nhặt vải dọc đường thôi. Mình lại lui ra cái chỗ cổng đang ở cổng đằng kia để xem. Đây phải trực tiếp, mình chỉ ghi hình trực tiếp ở ngoài đường luôn. Người ta trả giá luôn ở ngoài đường. Không vào những cái chỗ cân nữa, chỗ cân thì cái giá cũng vậy thôi. Người ta đã trả ngoài đường xong rồi đến vào. Chỗ cân là người ta chỉ biết bán thôi. Đấy, giờ này vẫn có những sọt vải ra này. Bên này có một cái điểm cân, mình sẽ vào đây hỏi một số bà con đang chờ. À, sọt kia vừa nãy giả đến 50, à hai sọt là 50. Hai sọt 50. Đấy, giờ đây u hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được à? Không mua được à? Rồi cao lắm. Cao lắm à? Con này to quá, đều đều nhỉ? Năm hai nghìn. Vâng, xóa như thế này nó đang giả 52.000 đấy. Quá lên, có phải quả nào cũng đứng như quả nào đi, có phải máy móc cũng làm ra đâu chị. Vâng, mình sẽ đi vào bên trong nhà này để xem các bác cân ở trong này để xem nó hỏi xem nó nào. Đấy, đóng bảy ưu hồng rồi. Tiền 100 triệu. Một ít thế nào đâu. Chào anh em nhá. Vâng, làm YouTube. Quay này được bao nhiêu con này? Con 6 46.000. To to nhỉ. Đó. Năm mấy á? Chưa được 60 năm mấy bác? 55.000 đầu năm trở lên. Đầu năm. Cái đầu năm trở lên là ok rồi nhỉ. Đầu năm mới đầu. Cái đầu năm trở lên là ok rồi. Hả? Đó xe ra ngoài á. Không phải vài thiệt lượng án đâu. Mình Xuân Muộn TV. Vâng, giá 55.000 thì có nghĩa. 55.000 không được 60 đâu. Hôm nay chợ đỉnh điểm 58 thôi. Muốn lấy 60 lắm nhưng mà ông chủ không cho. muốn nhưng mà chủ không cho. Phải qua 1B thì mới đỉnh điểm. Cái này bên kia có sọt đẹp cái này. Vâng, 55 cái này này, cái này thì 55 ok rồi. Đúng giá rồi. Vâng, 55.000 ok. Đi xuống đi. Sọt này 2 tạ mấy à? 3 tạ. 3 tạ á? Một sọt bé rồi. 4, 7, 8. Thổ một phát được 3 tạ, hơn 3 tạ. 2 sọt, 2 sọt. Trên 7. Anh ơi đi, em ơi. Cái này là 2 tạ mấy. Công nhận anh em thổ quá đỉnh luôn, sọt phải. Bên này chưa được đâu, bên này chưa được. Các chú phải bắn vào dưới đi. Cho vào dưới. 4 người và khiêng hơn 2 tạ. Ui giời ơi, cái lô vải chít. Quá khủng khiếp. Xuân Muộn TV đấy ạ. Vâng, đúng rồi. Giữ xe sợ đổ không ạ? À? Anh này có một thồ vải được mười mấy triệu. Hơn 3 tạ thì mười mấy triệu nhỉ? 15 triệu. 15 triệu rồi. Ê, gần 20. Cho bà một chuyến thế này. Chưa. 17 triệu. Hôm nay là một chuyến hồng đi xuống trên này rồi. Chuyến mua sang này đấy. Đây sọt vải anh thổ rất là khỏe nha, gần 20 triệu luôn. Đấy, hai sọt này 50. Này cũng được 50.000 đây này. Giờ thì cứ những cái sọt nào ra người ta vẫn cứ mua hết nha. Phải không sợ ế đâu, năm nay phải ít này, không ế người ta mua cả ngày luôn. Không đủ hàng người ta mua cả ngày luôn. Em. Anh. Năm mấy chưa duyệt? Năm 2 chưa duyệt à? Để có bán người trước, bán người sau mang vào anh cân, anh cân tiền và anh chưa hạn chế mà. Năm 2 chưa bán. Thế nhỉ? Bán đi vào chân chưa? Đâu mua được hả? Không hơn à? Không hơn à? Ngày đông với nhau là kéo được kéo. Cái này xe lùi ra kìa, cứ vào đi, có đặt xuống dưới. Vẫn đang xem có muốn bán hay không. 52. Đấy, 52.000.
Em lấy cho thêm giá cho 53. Vâng, em quay ở đây bác ạ. Giá vải bây giờ cứ trung bình loanh quanh 50.000 thôi. Không có loại vải 20-30.000 nữa rồi. Vâng, rất là vui mọi người đi xem bà con bán vải đây thì thực sự rất là vui vì giá nó rất là cao. Giá này cứ toàn 50.000. Và mọi người nhé, giờ này muộn muộn là mình thử ghi hình một chút xem những cái sọt vải to to này được bao nhiêu đây. Và những sọt của... sọt này 54 đây, 54 à? Sọt này 54. Còn ít hơn à? Sọt này 52. 52. Đấy, giá vải giờ cái hàng to đều một chút là còn trên 50.000 thôi. Tầm giờ này ra thì bà con toàn nữa vải đẹp thôi mọi người nhé. Mình sẽ cố ghi hình một chút cái chỗ này nữa. Cái chỗ này thì vừa nãy thì mình có ghi hình rồi, vừa nãy thì cứ lên xe. Xe đầy rồi, bây giờ thì chở xe về với lại cho xuống đất để 52.000 các bạn này đây này. Hàng cái điều một tí là nó trên 50.000 rồi bây giờ. Cho được mấy triệu anh? 7.250.000. 7.250.000, tạ mấy à? Tạ 43 cân. À, tạ 43 cân. Xoan em đâu? Vâng, cái này được bao nhiêu đây, mấy chục đây? 54 à? À, thế là ok rồi. Cứ trên 50.000 trở lên là vui lắm rồi. Trên 50.000 trở lên là vui lắm rồi. Dân bán vải sớm thôi anh ạ, đi làm thêm một số đô. Vâng. Sống thì làm nào đi. Vâng, cứ lượn thôi. Chúng tối nay về với cái lên TV ấy, em kiểu gì mấy lên đấy. Nhà vợ nó em ở kè, tối nay mày chế. Xuân muội phải không? Vâng, xuân muộn đấy. Đấy, toàn hàng to. Này, năm mấy nhỉ? 52. Hàng nhà nó chuyên hàng ăn hàng cao. Đã ăn này phải từ gần 50. Đã không ăn thì ăn, mà ăn phải loại gần 50. Vải đắt này cứ bình tĩnh bán dần được. Cứ chờ bao giờ bán được rồi. 70 là được anh nhỉ. Bao nhiêu thì được, nói chung là đối với lòng người thì bao nhiêu cũng là ít hết. Nhưng mà không được má phải bị sớm không. Lòng người thì bao nhiêu cũng là ít hết. Có bao nhiêu là đủ đâu. Đúng rồi, chả bao nhiêu là đủ lòng người. Bây giờ 50 là đòi đi 670.000 một cân. 670 rồi nó 780.000 một cân thì cho 100 là đủ. Không đủ đâu, ngày cho 100 đòi 111 đi. Ôi trăm được rồi. Loại ghé mày bây giờ được bao nhiêu đây? Hả? Vâng. Nói chung là nó cũng... Em không biết là làm hàng ở dưới đẹp lắm. Mấy cái túi mày đi mốt về đấy là... Bên dưới đẹp hơn bên trên hả? Ờ, bên dưới này đẹp hơn bên trên mà. Bên dưới đẹp hơn bên trên. Quả to đều hơn. Ờ. Đánh hả đắt không em? Đắt. Đánh hả? 50 đổ lên thôi anh ạ. 50 đổ lên thôi. Vâng, 50 đổ lên thôi chứ không phải 50 đổ xuống. Đỉnh điểm ở chợ hôm nay 58 thôi. Đỉnh điểm ở chợ 58 à anh? Ừ. Có khá nhiều sọt 58 đấy. Ừ. Đấy là chắc sáng vậy anh? Cũng không sáng đâu, chẳng hạn ngay vừa nãy thế mà. Người ta vẫn mua cao nhưng mà có thể nó đẹp thôi. Cũng không phải sáng, kể cả bây giờ người ta vẫn cân kìa. Nhưng mà cái 58 thì nó đều kiểu giống là nó sáng, nó tóm lại là cái quả với tầm này cũng được nhưng mà nó sáng mã. Nó sáng mã thôi. Quả này nó thì nó cũng chả lớn hơn cái này được. Thế còn nó chỉ sáng hơn thôi. Vâng. Ừ. Vâng, đúng rồi, nó nhìn nó khác hơn. Nhìn nó vẫn khác hơn. Năm tám nó to. Nhưng mà tiệm mà cửa đấy bây giờ bảo ai lấy tiền tài khoản thì vào, ai lấy tiền mặt là không vào. Vâng, và của bạn này thì đang hơn 50.000 đấy nhé, 54.000, 52.000. Rồi. Anh bán bao nhiêu vải Vũ Hồng à? Thế nào? Nó giảm 40 xuống thằng Châu nó mà trúng xấu xuống giảm lại 35. 40 tụt xuống 35 nhiều với nhỉ? Ai đứt, bán bao nhiêu? Giả 40 xuống bán 35, rồi bán thằng năng gì đó, thằng Châu cũng vào. Đợi lâu quá chứ. Hả? Đợi lâu quá. Đợi lâu à? Ừ. Ờ.
và chắc giờ này thì bán vải rồi này, gần 8 giờ là hơn bán vải này, vải đẹp bây giờ vẫn bán ok nha, không cần sợ thiếu hàng nhé, à không bao giờ sợ thừa hàng nhé, hàng đẹp ra vẫn cứ bán được. Hết rồi, tính chính trước giờ này là gần hết rồi, vải thì đang có giá cao. Hả? Không uống đâu, không uống đâu, về tí về thôi. Tiếp về thôi anh ạ. Đi quải. Và những cái xe cân nhỏ nhỏ kia này mình không ghi hình nữa. Hàng đi hàng bình thường tầm khoảng lên quay 20.000 mọi người ạ. Nói chung là mình cứ nói không sai, mình cũng đoán được như vậy, vì vải trong buổi sáng mấy cái loại u hồng xấu cũng gần 20.000. Vâng, mình sẽ dừng lại cái video của mình ghi hình ở chỗ ngã ba Đồng Cốc tại đây nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cho video của mình trong buổi sáng hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn là một ngày cho quý vị và các bạn luôn luôn có sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Đấy, trời này vẫn rất là to, còn rất là to. Ôi, mình dừng video đây.